Quý vị và các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Vâng thưa quý vị, hôm nay ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục trải qua một ngày thời tiết có mưa nhỏ vài nơi và sương mù vào sáng sớm nhưng trưa chiều tạnh ráo và có nắng nhẹ với nhiệt độ thấp nhất ở mức là từ 13 cho tới 16 độ và cao nhất là từ 20 cho tới 24 độ, tăng từ 2 cho đến 4 độ so với ngày hôm qua. Thời tiết rét và hanh khô rất dễ khiến cho da chúng ta trở nên khô sần, mất nước, nặng hơn là nứt nẻ chảy máu. Trong điều kiện thời tiết như thế này thì ngoài các biện pháp làm ẩm da cũng cần bổ sung thực phẩm dinh dưỡng, uống nhiều nước và quý vị cũng đừng quên mang theo những vật dụng để bảo vệ da khi tiếp xúc với môi trường lạnh, khô. Với khu vực từ Quảng Trị đến Ninh Thuận, hôm nay vẫn có mưa nhưng lượng mưa nhỏ với nhiệt độ thấp nhất ở mức là từ 20 cho tới 23 độ và có nơi từ 23 cho tới 25 độ. Cao nhất là từ 27 cho tới 30 độ. Đối với Tây Nguyên và Nam Bộ, hôm nay trời nắng đẹp, thời tiết khá dễ chịu, về chiều tối có mưa vài nơi. Nhiệt độ khu vực Tây Nguyên thấp nhất ở mức là từ 18 cho tới 21 độ và cao nhất là từ 26 cho tới 29 độ. Các tỉnh Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất ở mức là từ 22 cho tới 25 độ và cao nhất là từ 30 cho tới 33 độ. Hình thái thời tiết như thế này thì sẽ tiếp tục diễn ra trong những ngày tới trên toàn khu vực. Phần tiếp theo của bản tin sẽ là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực đồng bằng ven biển, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng yếu, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ 17-24 độ, độ ẩm 75-80%. Khu vực Trung Du và vùng núi, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng yếu, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ 16-25 độ, độ ẩm 80-85%. Khu vực thành phố Vinh, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng yếu, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ 17-24 độ, độ ẩm 75-80%. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng yếu, gió đông bắc cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ 17-23 độ, độ ẩm 75-80%. Thông tin thời tiết các tỉnh thành trong cả nước sẽ kết thúc bản tin dự báo thời tiết hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.